bố và con trai có điểm chung đó chính là cùng chung giới tính. Chính vì vậy mà bố sẽ dễ dàng dùng chính kinh nghiệm của mình để dạy bảo con. Thế nhưng điểm khác biệt ở đây đó chính là sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn. Vì vậy mà bố khó tiếp cận con, còn con trai thì lại thiếu gần gũi với bố. Vậy thì làm sao để bố có thể trở thành bạn của con? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Muốn con xem bố là một người bạn lớn, trước tiên bố cần dành thời gian để gần gũi con. Cách đơn giản nhất chính là chơi đùa cùng con. Vô, nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, quá, quá. Nhanh lên nữa. Con trai, con đang làm gì đó? Dạ, con... Làm gì? Chơi game hả? Thôi, chỉ bố chơi với. Thiệt không bố? Thiệt. Trò này dễ lắm. Dễ hả? Qua đây. Qua đây, qua đây, qua phải. Qua phải. Khi ngỏ lời chơi cùng với con trẻ, chắc chắn là bé sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Lúc này bố đừng quên là hãy cố tình giả vờ thua trẻ nhé. Trẻ sẽ lại càng cảm thấy háo hức vô cùng. Và chúng ta sẽ lại càng dễ dàng tiếp cận vào thế giới của con trẻ. Để xem là trẻ đang mê mẩn điều gì, có độc hại hay là không. Và các bố cũng đừng quên là chúng ta khoan ngăn cản con chơi, dù vì bất kỳ một lý do nào. Thay vì như vậy, chúng ta hãy hướng con đến với những trò chơi lành mạnh hơn, tốt cho sức khỏe của con hơn. Trái, qua trái, qua trái. Qua phải, qua trái. Qua trái, qua trái. Rồi, rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, bố thua rồi. Quang ô, bố thua cũng rồi. Con của ba mặc đồ thể thao đẹp trai quá. Ủa, đá banh có khó không ba? Không, đá banh không khó đâu. Nè, ba chỉ cho con nè. Chơi cùng với con có rất nhiều cách. Có thể cùng con chơi thể thao, đưa con đi xem phim, đi mua sắm. Và đặc biệt, bố hãy hướng con đến với những hoạt động thiện nguyện. Chắc chắn là cậu bạn nhỏ này sẽ càng ngày càng gần bố hơn. Và đặc biệt đó là rất tin tưởng vào bố. Hãy dành thời gian để trò chuyện cùng với trẻ nhiều hơn và trẻ sẽ tin tưởng kể những câu chuyện của trẻ với bạn. Hãy bắt đầu bằng cách là bố kể những câu chuyện về thời thơ ấu mà bố đã từng trải qua. Chắc chắn là con trẻ vô cùng hứng thú, lắng nghe và sau đó là bắt đầu kể câu chuyện về bản thân của trẻ. Mệt không con trai? Dạ, không mệt mà vui lắm. Ngày xưa ba còn nhỏ hay theo đám bạn chơi lắm. Ba lấy lá nè, ba làm con trâu rất đẹp. Còn tụi con bây giờ lớn lên sướng quá trời. Chơi game nè, chơi điện thoại nè. Ủa, có bữa game mà con chỉ ba hôm trước chơi đó, trong lớp bạn con có chơi nhiều không? Dạ, nhiều lắm. Còn con còn chơi thi nữa. Mà hôm bữa, bạn An chơi game khuya quá, nên sáng sau không thuộc bài, nên bị điểm không luôn. Đâu có ai muốn bị điểm không phải không con? Mai mốt á, con chơi game ít lại thôi nha. Dạ. Hãy nhẹ nhàng lồng ghép những lời dặn dò vào trong câu chuyện của hai bố con để trẻ cảm nhận được bố đang dành lời khuyên chân thành chứ không phải là ra lệnh hay là áp đặt trẻ. Ngày mai cả nhà đi chơi, con muốn đi đâu? Dạ, con muốn đi công viên, con muốn đi bơi, con muốn đi thú nhúng, con muốn đi nhà banh, đi xe lửa, đi máy bay. Đúng bố? Được. Con trẻ rất thích được tôn trọng bằng cách đơn giản nhất, đó chính là hỏi ý kiến của trẻ. Và qua đây, bố sẽ biết bé đang nghĩ gì và cũng dạy được cho con cách tự chịu trách nhiệm về ý kiến của riêng bản thân mình. Và một khi trẻ cảm thấy mình được đối xử như một người trưởng thành, chắc chắn bạn nhỏ này sẽ thích trò chuyện với bố nhiều hơn. Hãy nhìn nhận sự việc của con bằng đôi mắt vào cái thời mà chúng ta cũng bằng tuổi con bây giờ để dễ dàng cảm thông hơn. Và đừng quên là hãy liên tục cập nhật những từ ngữ mới hiện đại của thế giới con trẻ để chúng ta có thể dễ dàng hiểu được các bạn đang nghĩ và nói về vấn đề gì. Một số trường hợp mà bố thường khiến cho con sợ hãi, dè chừng và lánh xa đó là hay đánh phủ đầu con, nhất là trong việc con có những rung động đầu đời. Thay vì quát con, yêu đương nhăng nhít, hãy nhớ rằng bạn cũng từng trẻ, từng rung rinh ở lứa tuổi teen. Vậy hãy đánh động nhẹ nhàng. Cô bé xinh nhỉ? Con sẽ thoải mái chia sẻ câu chuyện nhờ bố tư vấn.
đây là dịp để ông bạn lớn tìm hiểu và can thiệp kịp thời trong câu chuyện của con. Con càng lớn chúng ta sẽ lại càng khó tập cho con thói quen trò chuyện cùng với bố. Chính vì vậy, hãy áp dụng những bí quyết của chương trình ngay từ khi trẻ con nhỏ thì càng tốt. Và đừng quên rằng, với mỗi một ông bố, một khi con đã quen với việc bố là người bạn lớn, thì chúng ta sẽ dễ dàng giáo dục con, uốn nắn con và cũng sẽ có thể rút ngắn được rào cản giữa các thế hệ, giúp cho bố và con thân thiết với nhau hơn. Xin chúc các ông bố thành công!